Vừa cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều ngày hôm nay. Hôm nay là thứ sáu ngày 19 tháng 4 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch chiều nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới vẫn trong xuống tăng nhẹ, đứng ở mức 2.383,9 đô la Mỹ trên một ounce. Nhưng so với thời điểm buổi trưa ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, giá vàng trên thị trường thế giới đã rơi khá mạnh. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống tăng nhẹ đứng ở mức 106,18 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cũng trong xuống giảm nhẹ, đứng ở mức 63.300 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xuống giảm nhẹ đứng ở mức 4,578% trên một năm. Còn với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống tăng với tỷ lệ tăng là hơn 2%, giao dịch ở mức 84,52 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Kim loại quý tiếp tục chứng kiến làn sóng mua tài sản trú ẩn an toàn do những lo ngại về địa chính trị. Thêm vào đó, mua kỹ thuật gần đây cũng là một đặc điểm khi mà cả hai thị trường đều đang có biểu đồ tăng giá. Mới đây, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Jerome Powell cho biết tại một sự kiện ở Washington rằng dữ liệu gần đây rõ ràng không mang lại cho chúng tôi niềm tin lớn hơn về lạm phát, cho thấy lãi suất có thể cần phải duy trì ở mức cao hơn trong thời gian lâu hơn. Và ông lưu ý rằng lạm phát cao hơn có thể cần phải duy trì mức lãi suất hiện tại trong một thời gian dài. Trong khi bối cảnh kinh tế có vẻ không thuận lợi, vàng vẫn tiếp tục thu hút nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng và lực mua của các ngân hàng trung ương. Hiện tại, những yếu tố đó đang làm lu mờ đi những kỳ vọng về chính sách chặt chẽ hơn của Fed. Theo Christopher Lewis, nhà phân tích thị trường tại Epic Embry cho biết, thị trường vàng chắc chắn có vẻ mạnh mẽ vào lúc này, nhưng tôi nghĩ chúng ta đang bước vào giai đoạn hợp nhất, việc đi ngang là rất hợp lý vì chúng đã tăng quá mức. Và ông nói thêm rằng, mặc dù mức giá 2.400 đô la Mỹ trên một ounce sẽ thu hút được nhiều sự chú ý, nhưng điều ông ấy thực sự đang tìm kiếm là một vài tuần biến động đi ngang và sau đó là một sự đột phá hoặc thoái lui, thậm chí có thể lao dốc chạm vùng giá 2.200 đô la Mỹ trên một ao. Điều này sẽ thu hút rất nhiều tiền nóng ra khỏi thị trường và mang đến cơ hội giá trị đáng kể. Tuy nhiên, vị chuyên gia này nhận thấy nhiều lý do khiến giá vàng tiếp tục tăng, bao gồm cả hoạt động mua hàng của các ngân hàng trung ương và xung đột địa chính trị. Ông nói thêm, việc Hoa Kỳ phát hành khoản nợ trị giá 1.000 tỷ đô la cứ sau 90 ngày hoặc lâu hơn chắc chắn cũng không ảnh hưởng gì đến vụ việc, tôi chỉ đang tìm kiếm một mức giá đầu vào tốt hơn. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Chiều ngày hôm nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ thông báo chủ trương đấu thầu vàng miếng SJC đến 15 đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu thầu vàng. Công tác đấu thầu sẽ tiến hành ngay trong thứ hai tuần tới. Tại họp báo thông tin về kết quả hoạt động ngân hàng quý 1 năm 2024 sáng nay ngày 19 tháng 4, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã thông tin về vấn đề được dư luận quan tâm thời gian vừa qua, đó là việc đấu thầu vàng SJC. Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Đào Minh Tú, từ đầu năm 2024 đến nay, giá vàng trên thị trường thế giới biến động theo xu hướng tăng là chủ đạo, giá vàng thế giới sáng nay đã vượt 2.400 đô la Mỹ trên một ounce. Giá vàng tăng do nhiều nguyên nhân như nhu cầu về vàng của các nhà đầu tư tăng, ngân hàng trung ương một số nước tăng mua vàng, tâm lý lo ngại tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine, cũng như là căng thẳng ở Trung Đông. Trong nước, giá vàng SJC bình quân biến động tăng theo giá vàng trên thị trường thế giới. Tuy nhiên, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khẳng định Ngân hàng Nhà nước đang triển khai các biện pháp hỗ trợ thị trường vàng. Trước mắt là bán vàng miếng để tăng cung cho thị trường thông qua hình thức đấu thầu. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước hiện tại đã và đang sửa Nghị định 24 để trong thời gian tới quản lý thị trường vàng phù hợp với sự phát triển chung của thị trường. Nói rõ hơn về việc tăng cung vàng thông qua đấu thầu vàng miếng, ông Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối Ngân hàng Nhà nước cho hay, Ngân hàng Nhà nước đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác đấu thầu vàng miếng SJC nhằm tăng cung cho thị trường theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong chiều ngày hôm nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ thông báo chủ trương đấu thầu đến 15 tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp là các đơn vị đủ điều kiện để tham gia đấu thầu vàng với Ngân hàng Nhà nước. Công tác đấu thầu sẽ tiến hành ngay trong thứ hai tuần tới, theo ông Đào Xuân Tuấn cho biết. Ngoài ra, về chính sách đối với thị trường vàng trong nước trong thời gian tới, đại diện của Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết cơ quan này đã có tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết Nghị định 24, đã lấy ý kiến các bộ ngành. Ngân hàng Nhà nước đã trình Chính phủ chủ trương là nên sửa đổi Nghị định 24. Theo đó, đã đánh giá lại Nghị định 24 đã có những tác động tích cực trong thời gian qua và đã đến lúc sửa Nghị định này cho phù hợp với các điều kiện hiện nay, đặc biệt tập trung vào vấn đề nhà nước xóa bỏ độc quyền vàng miếng SJC, có thêm nhiều thương hiệu vàng miếng khác.
Thứ hai là vấn đề có tăng cung bằng nhập khẩu vàng nguyên liệu cho các doanh nghiệp hay không, nhất là với vàng trang sức sản xuất và xuất khẩu. Ông Đào Xuân Tuấn khẳng định, trong Nghị định 24 hiện nay đã có quy định này, tức là những doanh nghiệp nào có hợp đồng gia công sản xuất với nước ngoài thì việc nhập khẩu vàng nguyên liệu vẫn đang thực hiện. Tại các chi nhánh ngân hàng nhà nước không có khó khăn vướng mắc gì, ngân hàng nhà nước cũng đã yêu cầu các ngân hàng nhà nước chi nhánh nắm bắt nội dung để báo cáo. Đại diện ngân hàng nhà nước cũng cho rằng, việc quản lý thị trường vàng thì trách nhiệm của nhiều cơ quan, bộ ngành khác như là Bộ Công Thương, Quản lý Thị trường, Bộ Tài chính, cơ quan thuế và một số cơ quan khác. Do đó, để thị trường được quản lý tốt, cần có sự phối hợp của các bộ ngành với ngân hàng nhà nước. Trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên chiều nay. Nhìn chung thì mặt hàng vàng miếng SJC trong nước thì vẫn duy trì trong xuống giảm. Mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác vẫn duy trì đà tăng, tuy nhiên thì cũng đã hạ nhiệt sau thời điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn ngay phần cuối cùng của bản tin. Còn trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại duy trì đà tăng nhẹ, tăng 33 đồng trên đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, đang mua vào mức 25.133 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 25.473 đồng trên đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do tiếp tục tăng mạnh, tăng 160 đồng trên đô la Mỹ mua vào, tăng 90 đồng trên đô la Mỹ bán ra, đang mua vào mức 25.680 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 25.760 đồng trên đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nốt thời điểm này, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 8.180.000, bán ra 8.380.000, giảm 300.000 đồng trên một lượng ở cả chiều vào và chiều bán ra, hay là giảm 30.000 đồng trên một chỉ ở chiều vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều vào chiều bán ra hiện tại đang dao động ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 8.180.000, bán ra 8.380.000. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8.170.000, bán ra 8.370.000. PNC Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 8.180.000, bán ra 8.380.000. Phú Quý SJC mua vào 8.160.000, bán ra 8.360.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8.200.000, bán ra 8.380.000. Mi Hồng SJC mua vào 8.210.000, bán ra 8.360.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 8.180.000, bán ra 8.380.000. Ngân hàng Tbank Gold mua vào 8.170.000, bán ra 8.370.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 8.180.000, bán ra 8.382.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này vẫn duy trì đà giảm 300.000 đồng trên một lượng cho cả hai chiều, hay là giảm 30.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán ra hiện tại vẫn đang ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang, SJC Cà Mau mua vào 8.180.000, bán ra 8.380.000. SJC Huế, Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 8.180.000, bán ra 8.380.000. SJC Bạc Liêu, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 8.180.000, bán ra 8.380.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này chỉ còn tăng nhẹ và đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 7.480.000, bán ra 7.670.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 7.480.000, bán ra 7.680.000. Vàng 4 số 9, mua vào 7.470.000, bán ra 7.600.000. Vàng 24K, mua vào 7.324,8.000, bán ra 7.524,8.000. Vàng 18K mua vào 5.465,6 nghìn, bán ra 5.715,6 nghìn. Vàng 14K mua vào 4.196,2 nghìn, bán ra 4.446,2 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.934,5 nghìn, bán ra 3.184,5 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.